Cái này gian nan này, mình nghĩ là cô gái nào thì cũng phải trải qua cái việc này. Thèm ăn vặt thì bây giờ phải làm sao? Xin chào tất cả mọi người, lại là vì ngân đây. Mình thì mình rất là hay đọc những cái comment của mọi người. Mình không chắc chắn là mình đọc đến cả 100% những cái comment, nhưng mà chắc phải đến 80-90% là mình đều đọc hết. Thế nên là mình cũng thấy rất là nhiều những cái câu hỏi của mọi người, kiểu như là không tập liệu có giảm được cân không, hay là không tập là mới nào để giảm cân, nếu mà lười quá, nếu mà không có thời gian để mà tập thì bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ. Dạo này thì thời tiết Hà Nội cũng chuyển dần dần sang mùa thu đông rồi, và mình nghĩ là càng lạnh hơn thì mọi người sẽ càng khó khăn hơn về việc tập luyện nữa. Thế nên là mình quyết định ngồi xuống đây để làm cái video này để trả lời cho mọi người cái thắc mắc, cái câu hỏi là nếu mà không tập thì liệu có giảm được cân không. Sẽ không dài dòng nữa, cùng bắt đầu video mình luôn nhá. Việc giảm cân thì sẽ bao gồm hai cái việc chính, đó là tập luyện và ăn uống. Thì khi mà bọn mình không tập luyện rồi thì bọn mình chỉ còn lại ăn uống thôi. So ở đây mình sẽ có 7 cái tips cho mọi người trong cái việc ăn uống hàng ngày mà mình đã áp dụng vài năm nay rồi, và mình thấy là cân nặng của mình nó không thay đổi nữa, cũng như là qua những cái mùa đông thì cân nặng của mình nó vẫn giữ được và mình không bị tích mỡ quá là nhiều nếu mà mình chẳng may là lười tập hoặc là không tập. Tips số 1 liên quan đến nước. Nếu mình nói cái này nói đi nói lại chắc là mọi người cũng sẽ chán, nhưng mà mình vẫn phải nói đến và nói đến đầu tiên trong video này luôn, đấy là uống đủ nước. Mọi người biết ở đây là mỗi người trung bình một ngày phải uống khoảng 2 lít nước, và tùy theo số cân nặng cũng như là số chiều cao thì mình sẽ để cái hình ở đây cho mọi người. Nếu mà muốn tính kỹ hơn thì có thể tính xem là một ngày mình cần uống đủ bao nhiêu lít nước, đến từ nước lọc này, đến từ những cái nước ở trong hoa quả bọn mình ăn, trong những cái thức ăn bọn mình ăn này, hay là bao gồm cả những cái cốc trà sữa vừa ngọt vừa thơm sân châu lại còn dẻo dẻo bình thường mọi người hay uống nước. Để giảm cân được thì trong 2 lít nước đấy mọi người hãy uống thật nhiều nước lọc, hay luôn đặt một cái cốc nước ở bên bàn làm việc này hoặc là lên bàn học của mọi người. Khi mà mọi người muốn uống nước thì mọi người có thể cầm lấy để uống luôn, chứ không tìm những cái thứ nước mà nó nhiều calo, nhiều đường khác. Cũng như là nếu mọi người ra ngoài thì mọi người có thể cầm theo một cái bình nước cá nhân để có thể uống ngay lúc nào đấy ở mọi người đấy khác, chứ không mua một cái cốc trà sữa. Và một cái việc làm mình thấy rất là hiệu quả đấy là trước khi mọi người ăn thì mọi người hãy uống cho mình một cái cốc nước. Cái việc này thì nó sẽ giúp bọn mình giảm cái cơn đói, mà không biết là cái cơn đói đấy là cơn đói thật hay là cơ thể đánh lừa mình, và cũng giúp bọn mình sau đấy ngồi vào bàn ăn thì có thể ăn ít hơn. Tại vì khi mà uống xong cái cốc nước như thế chắc chắn là bụng nó đã lưng lửng rồi, đúng không? Tip số 2 mà mình đã thử khoảng 1 năm nay, đó là mở đầu một ngày và kết thúc một ngày bằng một cốc nước chanh mật ong ấm. Mình sẽ lấy khoảng 1 muỗng nước cốt chanh, tức là khoảng nửa trái chanh á, cùng với cả 1 muỗng mật ong nữa, đổ nước ấm vào, mình trộn tất cả đều lên uống. Sau đó khoảng 30 phút thì mình mới ăn. Cũng như thế là trước khi ngủ khoảng 1-2 tiếng thì mình sẽ thường uống một cái cốc nước như thế, và mình không ăn gì thêm nữa rồi đi ngủ. Lợi ích của chanh mật ong thì mình nếu mà kể trong video này chắc là nó có thể hết cả video luôn, nhưng mà để mà nói chung chung thì nó sẽ giúp bọn mình có thể kháng khuẩn này, có thêm vitamin C này, cũng có cái tác dụng là kiểu rửa ruột, là kiểu detox lại cơ thể của bọn mình nữa. Trong bữa ăn mình đã ăn cái gì dầu mỡ này nó còn tích tụ ở thành ruột, nó còn tích tụ ở trong người, thì khi mà bọn mình uống một cái cốc chanh mật ong ấm như thế nó sẽ giúp bọn mình có thể kiểu đẩy được những cái đấy ra bên ngoài, cũng như là rửa trôi những cái đấy ra bên ngoài bớt đi. Và nếu mọi người thử nhắm mắt lại, mọi người thử ngồi thiền đi, mọi người sẽ cảm thấy là cái lượng mỡ trong cơ thể của mình, những cái tích tụ trong cơ thể của mình nó được giảm đi rất là nhiều, và cảm thấy cơ thể nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái điều này thì mình đã học được qua một cái cuốn sách, đó là Ăn Xanh Để Khỏe. Thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái đồ ăn, cái thực phẩm thường bọn mình làm vào người, cũng như là làm thế nào để bọn mình có thể sống xanh hơn chỉ với việc là thay đổi một chút những cái thói quen ăn uống hàng ngày thôi. Một cái lưu ý ở trong cái tips này đấy là nếu mà mọi người bị dạ dày hoặc là cái bệnh gì đấy liên quan đến dạ dày thì cái phương pháp này nó lại không tốt lắm. Mọi người có thể chuyển sang một cái khác để detox cơ thể, như là mọi người có thể uống sang nước ép cần tây chẳng hạn. Thực ra chỉ cần dành ra vài phút mỗi sáng thôi là bọn mình có thể ép ra những cái cốc nước ép cần tây xanh mà mát, có thể uống trong cả bữa sáng cả bữa tối. Rồi nếu không có máy ép thì mọi người có thể mua những cái gói người ta làm sẵn những cái bột cần tây ấy mọi người. Nhưng mà tất nhiên rồi, cái gì tự nhiên thì nó tốt hơn, thế nên là nếu mọi người có thể ép được thì mọi người hãy thử ép nước ép cần tây nhá. Số 3, hãy chia nhỏ bữa ăn của mọi người ra. Thay vì ăn những cái bữa ăn truyền thống của người Việt Nam và bữa sáng, bữa trưa, bữa tối này, thì thay vào đấy mọi người chia cho mình ra thử thành 5 bữa hay là thử thành 6, 7 bữa xem thế nào. Thế là mọi người cũng không cần chia quá là nhỏ ra đâu, mọi người chỉ cần chia ra khoảng 5 bữa một ngày thôi, mình thấy là nó đã khác biệt rất là nhiều rồi. Thì mình hay ăn bữa sáng này, một bữa giữa bữa sáng hoặc bữa trưa là gọi là snack đi, một bữa trưa này, một bữa giữa bữa trưa và bữa chiều cũng là một cái bữa snack của mình, và cuối cùng là bữa tối. Và mỗi bữa mình sẽ giảm đi một chút xíu thì nó sẽ giúp mọi người tăng cái khả năng đốt cháy chất béo này, tăng được cái quá trình trao đổi chất này và giảm được cả mỡ nữa. Sự thay đổi rất là nhỏ thôi và hầu như là mình cũng không phải cố gắng gì cả, mình còn enjoy hơn với cái việc đấy. Tại vì mỗi khoảng giữa bữa lớn như là bữa sáng hay bữa trưa thì tự nhiên mình lại có một cái bữa snack. Nói đến snack thì mình phải kể đến tip thứ 4, đó là khi mà mọi người thèm ăn vặt thì bây giờ phải làm sao. Cái này gian nan này, mình nghĩ là cô gái nào thì cũng phải trải qua cái việc này, đấy là những cái lúc mình rất là thèm ăn vặt. Hãy thủ sẵn trong người một cái phong kẹo cao su nha mọi người, hoặc là một cái hộp kẹo cao su ấy, loại sugar free tức là không đường ấy,
thì lại càng tốt. Mọi người có thể ăn vặt, mọi người lấy cho mình 1-2 kẹo cao su ra để nhai cho mình khoảng 15-20 phút. Có một cái sự thật như thế này là đôi khi ấy, mình thèm ăn vặt thực ra không phải là mình thèm ăn hay là mình đói gì đâu, mà là mình thèm được nhai ấy. Mình cảm thấy là mình muốn kiếm một cái gì đó để cho mồm nhai cho đỡ chán mồm, và kẹo cao su thì đã giải quyết được vấn đề đấy của mình rồi. Và nếu là ăn kẹo cao su rồi mà vẫn cảm thấy là mình đói hoặc là vẫn cảm thấy là mình thèm ăn thì mọi người có thể ăn sang những cái snack healthy. Bình thường mình rất là hay mua những cái như kiểu biscotti này hay là những cái loại hạt, nó sẽ cung cấp cho bọn mình thêm năng lượng để có thể làm việc học tập trong ngày cũng như là cái chất béo tốt. Những cái đồ này mình thường hay ăn, mình sẽ đều để link ở bên dưới mọi người có thể tham khảo nha. Nhưng mà dù sao đã gọi là snack thì mọi người cũng ăn kiểu vừa vừa phải phải thôi. Kể cả đồ gì trong nữa thì ăn nhiều tất nhiên là phải béo rồi đúng không biết. Thứ năm, mình biết là ở đây rất là nhiều bạn học sinh, sinh viên đang xem video này và cũng còn rất là nhiều người vẫn đang ăn với gia đình, ăn với bố mẹ nữa. Và nhiều gia đình thì không cho con cái ăn kiểu ăn kiêng này, bỏ cái nọ, bỏ cái kia. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một cái tip, chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi. Mọi người vẫn ăn đủ những cái bữa ăn với gia đình này, mọi người vẫn ăn đủ những cái món ăn ở trên mâm cơm nhưng mà mọi người vẫn giảm được cân. Thế là ăn theo một cái thứ tự, đó là uống một cốc nước trước như vừa nãy mình nói này. Sau đó thì bọn mình sẽ chuyển sang ăn rau. Tiếp theo thì sẽ là ăn những cái thức ăn, nhớ là gắp những cái nào mà ít dầu mỡ trước, ít calo trước, sau rồi mình gắp sang những cái nhiều dầu mỡ, nhiều calo nhá. Cuối cùng thì bọn mình mới ăn đến cơm, thì lúc này bọn mình đã no với những cái trước rồi. Những cái sau, những cái càng độc hại, những cái nhiều calo thì bọn mình sẽ ăn bớt đi, giảm đi. Và mỗi ngày nó sẽ giảm được một chút thôi, có thể mọi người chưa cảm nhận được ngay, nhưng mà mọi người thử cân cho mình cái cân nặng hiện tại đi, xong rồi một tháng nữa quay lại check cái cân nặng đấy, chắc chắn là nó sẽ giảm được cân. Tại vì mình khi mà mình ngồi ở đây để nói với mọi người thì mình cũng đã thử qua rồi. Thứ sáu, đấy là thay đổi thói quen về cơ thể của bọn mình. Lúc nào thế, khi mà mình ngồi hay là mình đứng ở đâu đấy, mình luôn nghĩ trong đầu là thẳng cái lưng lên. Cái việc này thì chắc là bố mẹ cũng rất là hay nhắc bọn mình đúng không? Thì nó sẽ giúp bọn mình rất nhiều trong việc thay đổi được cái form người này, thay đổi được cái dáng đứng này, vừa giúp bọn mình đỡ gù lưng này, cũng cải thiện được rất nhiều trong cái dáng người của mình nữa. Và mọi người hãy thử lúc nào cũng thấy gồng cơ bụng một chút xíu, không phải là gồng mạnh như lúc bọn mình tập plank hay là lúc bọn mình tập bụng đâu nhá. Từ khi mà mình tập cái thói quen gồng bụng 24/7 trừ cái lúc ngủ ra, mình cảm thấy là mình không bị phình bụng quá nhiều nữa, cũng như là mình cảm nhận được cái bụng mình nó thực sự như nào. Không phải là tuần nào mình cũng duy trì tập đều đặn được, nhưng mà kể cả những tuần mà mình tập ít, như là 2 buổi thôi chẳng hạn, thì mình cảm thấy là form bụng mình vẫn còn, và cái cơ bụng của mình nhìn nghiêng nhìn dọc, mình ngoài trong dưới thì mình thấy là nó vẫn còn ở đó, vì mình đã duy trì được cái thói quen gồng bụng này. Rồi, ghê chưa? Hôm thứ bảy thì đây thực ra cũng không phải là một cái tips mà gọi là một cái mindset luôn đi. Hãy luôn luôn vững ý chí, hãy lắng nghe cơ thể của mình thật kỹ, thật sâu. Có thể những cái tips mà mình vừa nói xong nó ứng dụng với mình rất là tốt và khiến mình không tăng cân cũng như là mình giữ cân được rất là lâu. Kể từ vài năm trước khi mình giảm được 12kg như một cái vlog trước mình đã chia sẻ, thì cho đến bây giờ mình không tăng thêm một chút xíu nào cả. Nó có thể phù hợp với cơ thể mình, nhưng mà đối với mọi người thì mọi người hãy luôn lắng nghe cơ thể của mình để xem là nó có phù hợp hay không nhá. Mọi người có thể comment xuống dưới này những cái câu hỏi về chuyện giảm cân, hay là comment cái số cân nặng mọi người chẳng hạn, xong rồi khoảng 1-2 tháng sau là mọi người quay lại check xem là nó có giảm đi không, vì mình luôn ở đây trong cái quá trình giảm cân của mọi người. Nhớ subscribe channel của mình để mình có thể ra thêm những cái video nhìn này nhiều hơn nhá. Hẹn mọi người trong video lần sau. Bye bye.